đít một đít hành tím. Hành tím. Ở đây cũng cho nó vào một ít tiêu. Và chúng ta cho vào đít một tỏi. Hành ít muối. Và chúng ta cho nó ngấm vào đây, chờ ngấm vào đây 10 tới 15 phút rồi bắt đầu chúng ta sẽ chiên và kho. Giờ chúng ta chờ cái nồi mà nó nóng, chúng ta cho vào đây ít dầu thôi đó. Dầu đã vậy thôi, không cần nhiều lắm. Tại vì chiên này là chiên chúng ta kho, khi mà chiên ăn á thì chúng ta mới cho dầu nhiều. Dầu nó sôi nóng, ta thả tôm và ta chiên qua lên. Thank you.
đặt bên ngoài đó chút tiêu. Thank you.